các bạn nha. Đó, các bạn thấy cái dừa này không? Dừa này cao chắc cỡ hai mấy thước á. Đó. Đó, bây giờ mình treo lên cái dừa này mình bẻ xuống cho các bạn coi nha. Chào lắm nha các bạn. Chào lắm nha các bạn. Thấy cọp nữa không? Thấy cọp nữa rồi nha. Quay đít không? Chứ đâu có anh tả được không? Cào, cào lắm luôn cái trời. Rồi được rồi. Các bạn cái dừa nó có cao không? Cao. Cọng dây này hai mấy thước mà thả không đủ rồi các bạn. Mình phải hụ xuống nữa. Chào các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo.